Đặt đồ ăn vặt thôi mà được tặng ngay cả một bầu trời tuổi thơ. Đóng cả nửa nồi cơm hút hai ly trà. Nhưng mà mày đang đói lại phải lên Shopee đặt đồ ăn vặt. Ái chà chà, xem nào, đóng gói cute quá. Shop tên là Dubum hay là Đam Băm gì đấy không biết đâu. Phát cuồng luôn, trời ơi, được tặng bao nhiêu là đồ. Không biết là mình mua khô gà hay là ô mai nữa. Mà shop còn tặng ô mai nhiều hơn cả khô gà luôn. Còn có thêm cả mì tôm trẻ em nữa đây này. Trà đào, kẹo ngậm đủ các kiểu luôn. Toàn là đồ gắn liền với tuổi thơ. Mình có đặt cơm cháy, da heo, khô gà và rong biển. Con gà, con lợn, con heo, ba con cùng béo ăn luôn cơm cháy. Miếng cơm cháy khá là giòn. Ăn mặn mặn ngọt ngọt, trông nhiều ớt nhưng mà cũng không cay lắm. Trông cái miếng khô bò như kiểu ăn em đi. Ô mà tính ra đây là lần đầu tiên mình ăn cái da heo này đấy, chính xác hơn là da heo mắm hành. Rất ngậy, rất là giòn, thơm mùi mắm hành nữa. Mời miếng nè, cho ăn ngon mà mặt như kiểu mất sổ gạo thế. Đây rồi, món tủ khô gà đây rồi. Bảo cho quay nhở tí mà cái tay cứ nhúc. Bây giờ mà có quả chanh ấm trà ở đây thì bao nhiêu chuyện trên đời cũng nói được hết. Uống tí nước nghỉ giữa hiệp để chuẩn bị ăn tiếp. Đỉnh nhất thì phải kể đến cái hộp rong biển, mở ra đã thấy thơm mùi tỏi rồi. Không tin thì mọi người cứ đặt về ăn thử, nó giòn mà nó vừa, ăn cuốn kinh khủng. Thôi ăn vậy thôi, cất về đóng hai bát cơm nữa. Nói chung đồ ăn của Shop ăn rất bon mồm, còn tặng nhiều quà nữa, vốt 5 sao liền.